Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, thông tin từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Vụ việc bé gái 3 tuổi bị nghi bạo hành đang được Công an huyện Thạch Thất điều tra làm rõ. Chính quyền địa phương đã cung cấp một số thông tin liên quan đến sự việc. Ngày 18 tháng 1, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội cho biết, sáng nay ngày 18 tháng 1, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của một công dân trên địa bàn về việc cháu nội người này có dấu hiệu bị bạo hành, trong não có nhiều vật kim loại, nghi là đinh. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã báo cáo lên Công an huyện Thạch Thất để điều tra làm rõ. Theo nhận định thì nhiều khả năng cháu bé bị súng bắn đinh, bắn vì là ở địa phương này làm làng nghề. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn tới sự việc thì vẫn đang được Công an huyện Thạch Thất điều tra làm rõ. Vị lãnh đạo xã thông tin. Cũng theo ông Chi, cháu bé tên là NNA, 3 tuổi, là con gái của chị L và anh T, cùng chú tại xã Canh Đậu. Hai vợ chồng kết hôn cách đây gần chục năm. Quá trình sinh sống, cả hai có 3 người con chung, trong đó có cháu A là con út. Thời gian gần đây giữa hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Hồi tháng 6 năm 2021 thì hai vợ chồng đã ly hôn. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân huyện Thạch Thất thì hai người con đầu sẽ do anh T nuôi dưỡng, còn cháu A thì do chị L chăm sóc. Sau khi ly hôn, anh T vẫn còn sinh sống ở địa phương, còn chị H thì đi nơi khác sinh sống, ông Chi cho biết. Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, trước đây anh T làm nghề thợ xây, vài năm nay bị bệnh hen nên không thể đi làm được. Còn chị H thì làm nghề đánh giấy ráp, giấy nhám để làm nhãn bề mặt gỗ. Cả hai bên gia đình nội ngoại đều thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã. Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo và đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc bé gái 3 tuổi có vật thể giống như đinh trong hộp sọ. Công an huyện đang phối hợp với Công an thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ. Hiện đã triệu tập một số người lên để làm rõ. Khi nào có kết luận, đơn vị sẽ thông tin sau, vị này nói.